bóng nào bị lùn à? Nó lùn hết à? Chạy chạy hết nha. Hello, xin chào bà con. Đây, quay vặt cái bắp cho bà con xem này. Vặt bắp cải này. Vặt này bị cháy và lùn hết rồi. Gió trời mưa quá nhiều. Đấy. Cháy hết rồi. Năm nay mưa dầm nhiều. Gió cái mưa dầm mà cải hỏng hết. Đây, bóng chạy này. Đó, chạy này. Đây. Hỏng hết, hư hỏng hết này. Bên này chặt chưa? Chưa. Cải là do chó trời mưa dầm nha bà con nha. Mưa dầm là hỏng hết. Đấy. Chưa đưa xe lên. Đấy là do mưa dầm và tưới bét này này. Tưới bét này đấy. Tưới bét cho nên là độ ẩm nó cao. Độ ẩm nó cao thì nó cải nó sẽ phát triển nấm bệnh. Nếu như mà tưới cái bét này mà trời nắng và khô ráo thì nó không hỏng. Bắp cải nó không hỏng. Nhưng mà gió trời mưa dầm quá nhiều. Trường hợp này thì chỉ có là phun thuốc nấm và cho lấy nước vào cái rãnh này này, cho nước trực tiếp vào rãnh, không phun xước thì mới đỡ hư, đỡ hư hỏng. Còn nếu mà phun xước thì kết hợp với trời mưa dầm thời tiết này thì cải hỏng hết. Đấy, hỏng hết này. Đấy, tỷ lệ hỏng là mất 50%. Đó. Nhìn cái vật cải này, quả bí đạt này, vừa hỏng này, giá vừa rẻ. Bắp cải này khó làm quá. Đấy, phun được thuốc trừ sâu rồi thì lại cải lại bị thối lùn như thế này, toàn là bông lùn này, lùn hỏng hết này. Đấy, hỏng hết đây, nói bông hỏng ấy, còn bông nào chưa hỏng thì nó như thế này, nó đẹp hơn tí. Đó. Cải rất là khó làm. Phun thuốc nhiều thì độc. Chủ yếu là phụ thuộc vào chế độ tưới. Đấy, cải mà tưới thời tiết mà mưa dầm nhiều, tưới càng nhiều thì cải càng hư hỏng. Đấy, bón phân càng nhiều, cải càng xanh càng non cây thì cải là càng hư hỏng. Đấy. Cho nên thời tiết này không thể lường được. Cứ một lần làm như thế này thì lại rút ra được một kinh nghiệm. Đó là chấm cải thì phải nhìn vào thời tiết.
những năm nào mà thời tiết mưa nhiều thì phải thay đổi cách chăm bón. Đấy. Thay đổi về cách tưới nước. Không tưới phun sương bằng béc. Mà nên lấy nước thẳng vào cả cái rành. Rồi để cho nước nó tự ngậm lên gốc, không nên để ướt lá, ướt cây. Hạn chế ướt lá thì cải nó sẽ đỡ hư hỏng hơn. Nhưng mà thế này cũng phải chặt bán thôi, phải thu hoạch thôi, được cứu được chút nào thì cứu. Quay những cái vật cải đẹp, nhưng mà cũng nên quay những cái vật cải xấu để cho bà con cô bác rút kinh nghiệm sau này để làm, để chăm sóc những cái vật cải cho nó được đẹp hơn. Còn mình quay lúc nào cũng quay cải đẹp thì nó cũng không được chuẩn lắm, mà phải quay cả những cái vạt đẹp và những cái vạt xấu, nguyên nhân thế nào mà nó hư hỏng như thế này và nguyên nhân thế nào mà làm lại nó để được đẹp như vậy thì cũng quay cho bà con cô bác biết đó. Càng tưới thì cải càng hư càng hỏng. Đầu tiên thì nó hỏng mà nó chậm một số bệnh. Đầu tiên thì nó hỏng một vài chút, vài bông, sau đó nó là lây lan dần. Cái bệnh này nó lây lan dần. Càng mưa ẩm, độ ẩm, không khí độ ẩm càng cao thì mưa dầm, mưa axit thì nó lại càng hư hỏng. Bệnh nó lấy càng nhanh, không thể cứu chữa được, không có cách nào cứu chữa được. Khi đã bệnh như thế này thì phun thuốc nó cũng không hạn chế được mấy, mà phun thuốc thì nó rất là độc, bởi vì là cải này là bắt đầu bước vào giai đoạn thu hoạch rồi, cho nên là không thể phun thuốc được. Rồi quay đến đây. Quay đến đây cho bà con biết thôi. Thôi video xin quay đến đây, xin tạm dừng tại đây. Đấy, nếu bà con thích video nhớ cho lượt like và nhớ đăng ký kênh. Chúc cho bà con cô bác luôn luôn mạnh khỏe và làm vườn thành công. Xin chào bà con cô bác.